mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chương 1: Nguyên lý vô song, âm dương phổ quát. Lý luận căn bản của phương pháp thực dưỡng chính là học thuyết âm dương của A Đông, nhưng âm dương được giáo sư Oshawa thuyết giải không mang tính cách siêu hình, trừu tượng, khó hiểu như trong các tác phẩm cổ điển, mà trở nên một hệ thống khoa học, thực tiễn và dễ ứng dụng. Giáo sư gọi học thuyết âm dương hiện đại hóa là nguyên lý vô song hay nguyên lý thống nhất của trật tự vũ trụ. Muốn biết thuyết âm dương, xem sách Âm Dương và Nguyên lý vô song. Bản dịch của anh Minh, Dư Tụng và Ngô Ánh Tuyết. Theo đó, vũ trụ hiện tại của chúng ta ban đầu thành hình theo hướng ly tâm, giãn nở âm và là một khối gọi là nguyên khí, có thể gọi theo vũ trụ học hiện đại là bức xạ nguyên thủy hoặc năng lượng nguyên thủy. Lực ly tâm của vũ trụ giãn nở theo hình xoắn ốc tỏa ra đến một lúc nào đó, thì phân nhánh sinh ra một lực mới vận động theo chiều ngược lại, co rút, xoáy vào, hướng tâm, dương. Thực ra, khi lực ly tâm phát động, thì có lực hướng tâm nương theo. Hai lực này giãn ra và co vào, ảnh hưởng tác động lẫn nhau tạo nên tính chất điện tử cho nguyên khí, gọi là khí hoặc năng lượng điện tử. Lực hướng tâm, dương co rút, dần dần thu gom năng lượng điện tử và cô đặc thành vật chất tạo nên thiên hà. Thiên hà tiếp tục xoắn vào tâm, tạo ra các thái dương hệ, rồi các vị tinh tú. Khi xoắn đến tâm cuối cùng, lực dương sẽ vận động theo chiều ngược lại, lại giãn ra, âm. Thiên hà tự giải thể và phóng thích năng lượng hoặc khí, như vậy năng lượng và vật chất giãn ra và vật chất và năng lượng cô đọng. Được nhà bác học Albert Einstein đã chứng minh qua công thức E bằng MC bình phương. Trong đó E là năng lượng, M là vật chất khối, C bình phương là gia tốc. Trong khi đó, vũ trụ vẫn tiếp tục giãn nở và có thêm những thiên hà hình thành. Mặc dù cho lực hướng tâm tạo ra, các thiên hà vẫn chịu ảnh hưởng của lực ly tâm ban đầu nên càng ngày chúng càng cách xa nhau. Như vậy, mọi hiện tượng và vạn vật trong vũ trụ không ngừng sinh ra, phát triển, hoại diệt và tái tạo do sự chi phối đồng thời của hai động lực hoặc những khuynh hướng âm và dương. Âm là động lực hay khuynh hướng ly tâm, bành trướng giãn nở phân tán. Trái lại, dương là khuynh hướng hay động lực hướng tâm, thu hút, co rút, kết hợp. Hai lực này luôn luôn hoạt động có đôi, tuy trái ngược nhưng bổ túc cho nhau. Vì vậy không có gì hoàn toàn là âm hoặc hoàn toàn là dương, mà hàm chứa cả âm và dương. Và tùy theo sự vượt trội của lực này so với lực kia ở một vật hoặc một hiện tượng mà ta gọi đó là hiện tượng, âm hoặc dương. Trong phạm vi trái đất, âm và dương thể hiện bằng hai động lực. Lực đất hay địa khí và lực trời hay thiên khí. Lực đất âm phát sinh do chuyển động quay của hành tinh này từ tâm trái đất tỏa ra không gian vô tận. Lực trời dương gồm sức bành trướng của vũ trụ, bức xạ điện từ, các vũ trụ trực tuyến, sức ly tâm của tinh tú, khí áp vân vân từ không gian vô tận xoắn vào tâm trái đất. Một vật âm, ảnh hưởng của lực ly tâm trội hơn lực hướng tâm, có khuynh hướng tiết ra khí lạnh, trở nên tăm tối, ẩm ướt thụ động, mềm sốt, nhẹ, thăng lên, hình thể rỗng, cao lớn, dựng đứng. Thường có màu tím, xanh lục, ánh sáng có bước sóng ngắn. Một vật dương, ảnh hưởng của lực hướng tâm trội hơn lực ly tâm, có khuynh hướng phát ra hơi nóng, ánh sáng. Khô ráo, hoạt động, cứng, chắc, nặng, hạ xuống, hình thể đặc, thấp nhỏ, nằm ngang, thường có màu vàng, đỏ nâu, ánh sáng có bước sóng dài. Tuy nhiên gọi là âm hoặc dương như vậy không có nghĩa khẳng định tuyệt đối, mà chỉ là so sánh tương đối. Vật A có thể âm hơn hoặc ít dương hơn vật B, nhưng dương hơn hoặc âm hơn vật C, hoặc âm ở vị trí này thời gian này, nhưng dương khi chuyển qua nơi khác hoặc lúc khác. Về mùi vị, vật có tư vị ngọt, chua, cay hoặc có hương thơm thường là âm hơn vật có vị mặn, đắng, chát hoặc không có hương thơm. Về sinh tố, những sinh tố C1, B1 là âm hơn những sinh tố A, D, K. Về hóa học, những gì chứa nhiều hydro H, carbon C, sodium, Na, v.v. Quang phổ có màu đỏ, cam, vàng thường dương hơn những gì có ít chất này hoặc có dồi dào oxy, azot. Potassium, quang phổ có màu tím, lam. Về sinh thái, vật gì có tại vùng cao thường dương hơn, vật cùng loại tại đồng bằng hoặc duyên hải. Vật sinh trưởng ở xứ nóng hoặc thời tiết nóng thường âm hơn vật sinh trưởng ở xứ lạnh hoặc thời tiết lạnh. Ở Bắc Bán Cầu, sản vật của miền Nam thường âm hơn sản vật của miền Bắc. Về thời tiết, những loại sinh trưởng vào mùa xuân, hè thường âm hơn những loại sinh trưởng vào mùa thu, đông. Tóm lại, ta có thể phán đoán được sự vật theo biểu đồ so sánh tương đối về tính chất âm dương và những nguyên lý, định lý của nguyên lý vô song. Có thể chia như sau. Trên một thanh dài, tím, lam, xanh, lục, trắng, vàng, cam, đỏ, nâu. Với trắng ở trọng tâm, từ trắng đổ về phía bên tay trái, tương ứng với tím, lam, xanh, lục, trắng là âm giảm dần. Còn về phía bên tay phải, lấy trắng làm trọng tâm, trắng, vàng, cam, đỏ, nâu là dương giảm dần.
Chúng ta có thể xét như sau. Nếu phía bên tay trái của trắng từ tím đến trắng là ly tâm giãn nở, là phần tay phải sẽ là co rút hướng tâm. Nếu phần bên tay trái của trắng là không gian, thì bên tay phải là thời gian. Bên tay trái của trắng bên ngoài, ngoại biên, thì bên tay phải là bên trong, trung tâm. Nếu bên tay trái là khí plasma, ở giữa là phần lục đến trắng là hơi, từ vàng đến cam là lỏng, từ đỏ đến nâu là đặc. Tương tự, từ tím đến lam thường là đông, từ xanh đến lục thường là thu, từ trắng đến vàng là xuân, từ cam đến đỏ nâu là hè. Tím đến lam nếu là lạnh, thì từ xanh đến lục là mát, và từ trắng đến vàng là ấm, còn từ cam, đỏ, nâu sẽ là nóng. Tương tự, tím, lam, xanh nếu là khuya, thì từ lục đến trắng thường là chiều, từ trắng đến vàng thường là sáng, và từ đỏ nâu là trưa. Nếu từ tím, lam, xanh là sản vật miền Nam ở bán cầu Bắc, thì từ vàng, cam, đỏ, nâu là sản vật miền Bắc. Tương tự, phía bên tay trái là tím, lam, xanh, lục. Nếu là thảo mộc, thì phía bên tay phải của trắng là vàng, cam, đỏ, nâu, sẽ là động vật. Bên tay trái nếu là rau cỏ, thì lục trắng ở giữa sẽ là hạt cốc. Vàng đến cam là cá, và phía bên ngoài tay phải đỏ nâu sẽ là thịt. Nếu tím lam là cay, xanh lục là chua, trắng vàng là ngọt, vàng cam là lạt, cam đỏ là mặn, thì đỏ nâu là đắng. Nếu phía tay trái tím lam xanh là rỗng, thì từ lục đến trắng là xốp, vàng đến cam là chắc, đỏ đến nâu là đặc. Tương tự, nếu tím lam xanh là thăng lên nhẹ, thì phía bên vàng cam đỏ nâu sẽ là nặng và lún xuống. Tương tự, nếu bên tay trái là cao dài to, thì phía tay phải là nhỏ ngắn thấp. Nếu tím lam là nhiều nước, thì ở xanh lục trắng thuộc ẩm, vàng cam là ráo và đỏ nâu là khô. Có nhiều sinh tố C, D1, B12, thì phía bên vàng cam đỏ nâu thường là AED. Nếu phía tay trái tím lam xanh lục trắng là electron, thì phía tay phải vàng cam đỏ nâu là proton. Phía bên tay trái tím lam xanh lục trắng, ánh sáng có bước sóng ngắn, thì phía bên tay phải vàng cam đỏ nâu, ánh sáng có bước sóng dài. Phía bên tay trái tím lam xanh lục trắng có âm thanh tần số cao, thì bên tay phải là vàng cam đỏ nâu, âm thanh có tần số thấp. Phía bên tay trái nếu có môi trường ba động, thì lục trắng thường có môi trường không khí, và cam đỏ môi trường nước, và đỏ nâu thường môi trường đất. Bảng nguyên lý của trật tự vũ trụ: 1. Có khởi đầu thì có kết thúc. 2. Có bề mặt thì có bề trái. 3. Không có sự vật hoàn toàn giống hệt nhau. 4. Bề mặt càng lớn, bề trái càng to. 5. Tất cả đều biến đổi, biệt hóa và vận động không ngừng, ổn định chỉ là tình trạng quân bình giữa hai biến đổi ngược chiều và được tạo tác bởi hai động lực cơ bản, phổ quát, biện chứng và đối lập nhau, âm và dương, lực ly tâm và lực hướng tâm. 6. Âm và dương tuy đối lập nhưng là hai cánh tay cùng hoạt động tương trợ và bổ túc nhau của nhất thể, mọi đối lập đều bổ túc cho nhau. 7. Nhất thể hay vũ trụ thống nhất là bất biến, bất khả biến, hằng hữu, vô tận, vô biên và toàn năng. Nhất thể sinh sản, biến hóa, phát triển, tiêu diệt và tái tạo vạn vật cùng thế giới này. 12 định lý âm dương biện chứng của thế giới tương đối. 1. Âm và dương là hai cực biểu hiện cùng vận động của nguyên động lực bành trướng siêu nhiên nghiệm. Âm và dương phát sinh khi nguyên động lực bành trướng đạt đến mức phân đôi, phân cực. 2. Âm và dương sinh ra liên tục trong chuyển động không ngừng của nguyên động lực bành trướng. 3. Âm là ly tâm, dương là hướng tâm. Âm và dương phát sinh năng lượng, khí. 4. Âm hút dương, dương hút âm. 5. Âm và dương phối hợp với nhau theo những tỷ lệ nhất định để tạo ra mọi hiện tượng. 6. Mọi hiện tượng đều tạm thời, đó là những cơ cấu vô cùng phức tạp và có tỷ lệ phân phối âm dương thường xuyên biến đổi. Mọi sự vật đều vận động và biến đổi không ngừng. 7. Không có gì hoàn toàn âm hoặc hoàn toàn dương. Mỗi hiện tượng từ nhỏ đến lớn đều bao gồm cả âm và dương. Trong âm có dương, trong dương có âm. 9. Sức hút tỷ lệ nghịch với sự cách biệt của những hợp thể âm dương. Càng khác hoặc càng xa thì càng hút nhau. 10. Âm đẩy âm, dương đẩy dương. Sức đẩy tỷ lệ nghịch với sự tương cận của hai năng lực âm dương. Càng giống hoặc càng gần thì càng đẩy nhau. 11. Tỷ lệ âm dương cho mỗi hiện tượng luôn luôn biến đổi theo thời gian và không gian. Âm đến cực độ thì sinh dương, dương đến cực độ thì sinh âm. 12. Mọi vật thể đều dương bên trong và âm bên ngoài. Chúng ta là con của thiên nhiên sống trong lẽ công bình của trời đất. Chúng ta phải tin rằng chỉ có những ai ăn ở đúng theo trật tự của vũ trụ, thuận thiên mới được khỏe mạnh hạnh phúc, còn sống bất chấp hoặc ngược lại trật tự này, nghịch thiên tất phải gánh chịu bệnh hoạn khổ đau. G. Osawa. Phụ lục 1,
sắp xếp nguyên tố theo hình xoắn ốc đối số. Trong nguyên lý vô song, mọi sự vật trong vũ trụ đều từ một thống nhất mà ra. Đó chẳng qua là những cái biến thái, dạng chuyển hóa của cái một theo chu trình giãn ra và co vào của vũ trụ. Các nguyên tố cũng vậy, đó là những biến thái của khí nguyên thủy trong quá trình xoắn ốc hướng tâm, vật chất hóa. Trong bảng sắp xếp trên đây, những nguyên tố nằm phần ngoài của hình xoắn là âm hơn những nguyên tố nằm phần trong. Càng gần trung tâm càng dương, và theo định lý 11, những nguyên tố nằm ở vòng trung tâm là cực dương nên bắt đầu giải thể, phát ra phóng xạ, sinh âm. Quý vị thính giả thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý vị và các bạn cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc. Ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản, đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Ha ha ha,